Xin chào các em, chào mừng các em tới với khóa học của AGEN. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là Subject and Verb Agreement. Như các em đã biết thì trong tiếng Anh, động từ phải phù hợp với chủ ngữ của nó, ví dụ như là you are, it is hoặc là he is. Nhưng mà chủ ngữ trong tiếng Anh không phải lúc nào cũng dễ xác định theo số ít hoặc là số nhiều. Như vậy thì dễ quá phải không nào? Nó sẽ có những trường hợp đặc biệt, đó là lý do chúng ta sẽ học chuyên đề ngày hôm nay. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có lý thuyết, có dấu hiệu nhận biết, vận dụng và cuối buổi sẽ có tổng kết. Ok, trường hợp đầu tiên thì là chủ ngữ là một danh động từ nguyên thể hay một mệnh đề. Thì chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ số ít. Ví dụ, working in the rain là một danh động từ thì sẽ là is not a good idea. Hoặc là to learn a foreign language là một động từ nguyên thể có to thì sẽ là is necessary, có nghĩa là học một ngôn ngữ nước ngoài thì cần thiết. Và một mệnh đề là một cụm có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, và vì mệnh đề này là chủ ngữ nên là chúng ta sẽ thêm that ở đầu mệnh đề đó. Ví dụ, that you get high grades in the school có nghĩa là cái việc mà bạn có được điểm cao trong trường is very important, thì rất là quan trọng. Trường hợp thứ hai, chủ ngữ là một nhóm từ thì chúng ta sẽ tìm từ chính và chia động từ phù hợp với từ đó. Ví dụ, a list of new books có nghĩa là một danh sách của những cuốn sách mới, thì chúng ta phải tìm từ chính ở đây là danh sách hay là những cuốn sách mới. Để làm được như vậy thì các em cần xem ngữ cảnh phía sau. Các em coi này, là posted in the library có nghĩa là được đăng lên trong thư viện. Nếu mà được đăng lên thì những cuốn sách không được đăng lên, đúng không nào? Phải là danh sách của những cuốn sách. Vì vậy chúng ta phải chia động từ theo a list là has been. Tiếp theo, the shop along the mall có nghĩa là những cửa hàng dọc theo trung tâm thương mại. Vậy thì từ chính ở đây chính là những cửa hàng. Chúng ta sẽ chia động từ theo từ này là are, rather small. Trường hợp thứ ba là chủ ngữ đầu tiên, theo sau là of, as well as là cũng như, with, together with là cùng nhau, in addition to là thêm vào, along with, accompanied by có nghĩa là đồng hành với, hoặc là no less than là không ít hơn, và theo sau là một chủ ngữ thứ hai. Thì chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ đầu tiên, có nghĩa là mặc dù có hai chủ ngữ nhưng mà chúng ta chỉ chia chủ ngữ, chia động từ theo chủ ngữ đầu tiên mà thôi. Ví dụ, the professor together with his three students has been called to court có nghĩa là giáo sư cùng với ba học sinh của ông ta được gọi tới tòa. Thì chủ ngữ đầu tiên là the professor thì chúng ta sẽ chia theo từ này là has been. Tiếp theo, the mayor as well as his councilman refuses to endorse the bill có nghĩa là ngài thị trưởng cũng như là những cái thành viên trong hội đồng là từ chối thông qua dự luật. Vậy thì the mayor ở đây chính là chủ ngữ đầu tiên, chúng ta sẽ chia động từ refuse theo chủ ngữ này đã là refuses. Tiếp theo, the students along with their form teacher were at the beach yesterday có nghĩa là những học sinh cùng với giáo viên chủ nhiệm của họ đã ở bãi biển ngày hôm qua. Chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ đầu tiên là the students là số nhiều, vậy thì là were. Trường hợp thứ tư, chủ ngữ là đại từ bất định bao gồm one, everyone, someone, no one, anyone, everybody, nobody, anybody, somebody, anything, something, nothing and everything. Thì tất cả những từ này theo sau là động từ chia theo chủ ngữ số ít. Ví dụ, nobody is at home now là không ai ở nhà bây giờ cả, hoặc là is there anybody here là có ai ở đó không, có ai ở đây không, hoặc là everything has been alright so far có nghĩa là mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi. Tất cả những từ này theo sau chính là động từ chia theo chủ ngữ số ít. Số 5 là chủ ngữ kép, là chủ ngữ cộng với and và chủ ngữ thứ hai, thì chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ số nhiều. Ví dụ, the headmaster and the teacher are talking có nghĩa là hiệu trưởng và giáo viên đang nói chuyện, thì hai người chúng ta sẽ chia theo động từ số nhiều là are. Hoặc là my teacher and I là cô giáo của tôi và tôi are going camping tomorrow sẽ đi cắm trại vào ngày mai, chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ số nhiều. Tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt như thế này. Trong trường hợp hai danh từ nối với nhau bằng and nhưng chúng cùng chỉ một người, một bộ hoặc một món ăn thì chúng ta sẽ chia động từ số ít.
Đối với trường hợp cùng chỉ một người thì dấu hiệu nhận biết là danh từ thứ hai sẽ không có the. Đây ví dụ sẽ giúp các em hiểu rõ hơn. The granddaughter and discoverer is no more. Có nghĩa là ngài bác sĩ và người khám phá tuyệt vời đã không còn nữa. Thì ở đây là bác sĩ và người khám phá này cùng chỉ một người. Có nghĩa là có một người nào đó được mệnh danh, được mọi người công nhận vừa là một người bác sĩ, vừa là một người khám phá. Thì tuy là hai danh xưng nhưng cùng chỉ một người, nên chúng ta sẽ chia là is. Nhưng làm sao biết được là chỉ một người hay là chỉ hai người? Nếu đó là chỉ hai người thì sẽ là the great daughter and the discoverer. Ok, còn với bộ hoặc là món ăn thì tùy vào ý của người nói. Có nghĩa là các em sẽ xem xét ngữ cảnh phía sau. Ví dụ, egg and bread is a popular breakfast in Vietnam. Tuy egg and bread ở đây là hai chữ ngữ nói với nhau bằng and, nhưng nó cùng chỉ một món ăn là món ốp la, nên chúng ta sẽ chia là is. Nhưng với trường hợp trứng và bánh mì được dùng như là hai cái nguyên liệu tách rời nhau thì chúng ta sẽ chia là are. Egg and bread are used in many dishes. Có nghĩa là trứng và bánh mì được dùng trong nhiều món ăn, là chỉ nhiều sự vật thì sẽ chia là are. Và một trường hợp đặc biệt nữa là each and every. Trước những danh từ số ít và nói bằng and thì sẽ chia động từ theo chủ ngữ số ít. Each boy and each girl là mỗi chàng trai và mỗi cô gái. Is asked to do the exercise, có nghĩa là được yêu cầu làm bài tập. Hoặc là every house and every street is cleaned up to celebrate the festival, có nghĩa là mỗi ngôi nhà và mỗi con đường thì được dọn dẹp để mà tổ chức cho lễ hội. Tiếp theo là or, có nghĩa là chủ ngữ đầu tiên cộng với or cộng chủ ngữ thứ hai thì chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ thứ hai. Ví dụ, has your mother or father given you permission to use the car? Ở đây chủ ngữ đầu tiên là mother và chủ ngữ thứ hai là father. Chúng ta sẽ chia theo father là has given. Hoặc là the teacher or the pupils are liable for the noise in the classroom. Có nghĩa là giáo viên hoặc là những học sinh phải chịu trách nhiệm cho tiếng ồn trong lớp. Thì chủ ngữ thứ hai là pupils, chúng ta sẽ chia là are. Một trường hợp khác là either or và neither nor. Thì tất cả trường hợp này đều chia động từ theo chủ ngữ thứ hai. Ví dụ, neither the student nor the teacher regret the approach of summer. Có nghĩa là cả học sinh và cô và giáo viên đều không nuối tiếc cái sự đến của mùa hè. Vậy thì chủ ngữ thứ hai ở đây là teacher thì chúng ta sẽ chia là regret. Một trường hợp nữa là each, every, either, neither cộng với danh từ số ít hoặc là of cộng với danh từ số nhiều hoặc là đại từ thì cả hai trường hợp này đều theo sau là động từ số ít. Ví dụ, neither student là không có học sinh nào has the assignment completed là hoàn thành bài tập cả thì chúng ta sẽ chia là has. Hoặc là each of the boys, the boys ở đây là số nhiều đúng không? Nhưng mà each of the boys có nghĩa là mỗi người, mỗi chàng trai trong những chàng trai thì chúng ta sẽ chia là plays là động từ số ít. Mỗi chàng trai trong những chàng trai đó là chơi những cái môn thể thao khác nhau. Tương tự, all, both, few, a few, many, several và some cộng với danh từ số nhiều hoặc là of cộng với danh từ số nhiều hoặc là đại từ thì chúng ta lại chia động từ số nhiều. Ví dụ, all the students, tất cả những học sinh are required to hand in the assignment, được yêu cầu phải nộp bài tập thì all the students chia là are. Hoặc là some of the flowers là một vài trong những bông hoa cũng chia là are removed to plant the new ones, có nghĩa là một vài trong những bông hoa là được bỏ đi để mà trồng những cái hoa mới. Đối với all, some, little, a little cộng với danh từ không đếm được hoặc là of và cộng với danh từ không đếm được thì theo sau lại là động từ số ít. A little sugar, một ít đường thì is put in the soup to make it more delicious, là được bỏ vào súp, được bỏ vào canh để mà làm cho ngon hơn. Hoặc là some of milk, là một ít sữa, was out of date, là đã hết hạn rồi. Trường hợp thứ 6, chủ ngữ là danh từ tập hợp dùng như một đơn vị thì sẽ chia theo chủ ngữ số ít. Đây là những cái từ cố định là group, jury là ban bồi thẩm, hoặc là army là quân đội, family là gia đình, class, committee là hội đồng, team là nhóm, enemy là kẻ thù và council cũng là hội đồng. Thì tất cả những từ này sẽ chia theo chủ ngữ số ít. The football team practices every day, hoặc là the herd of elk là đàn nai tấm,
is in the meadow là đang ở trong thảo nguyên, hoặc là the family arrived together at 8 có nghĩa là gia đình đã tới cùng nhau vào lúc 8 giờ. Thì tất cả những cái từ này chia theo chủ ngữ số ít. Tuy nhiên trường hợp đặc biệt, danh từ tập hợp chỉ các thành viên thì chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ số nhiều. Ví dụ the football team buy their old uniforms có nghĩa là đội bóng đã mua đồng phục của họ. Nếu là đội bóng thì không mua đồng phục được đúng không? Có nghĩa là các thành viên trong đội bóng đó đã mua đồng phục của họ. Thì chúng ta sẽ hiểu là chỉ các thành viên ở trong các tập hợp đó. Chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ số nhiều. Và các danh từ như the police, the military, the people, cattle, poultry, clergy là cảnh sát, quân đội, mọi người, đàn gia súc, đàn gia cầm và những cái tu sĩ thì chia động từ theo chủ ngữ số nhiều. Có nghĩa là bất cứ trường hợp nào cũng vậy, chỉ cần gặp những từ này thì các em sẽ chia động từ theo chủ ngữ số nhiều. Là the police are questioning him, có nghĩa là cảnh sát đang tra vấn ông ta. Một trường hợp đặc biệt, danh từ tập hợp được hình thành bởi the cộng với tính từ thì chia động từ theo chủ ngữ số nhiều. Ví dụ the sick, sick là tính từ đúng không? Nhưng mà the sick là dùng như một danh từ là chỉ những người đau ốm, thì chúng ta chia động từ theo chủ ngữ số nhiều là need. The sick need medical care and tenderness, có nghĩa là những người ốm đây cần cái sự chăm sóc y tế và cái sự dịu dàng. Và những danh từ tập hợp như là furniture là nội thất, luggage là hành lý, information, knowledge, traffic là giao thông, equipment là thiết bị, scenery phong cảnh và machinery là máy móc thì không bao giờ thêm s ở những danh từ này. Chúng ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ số ít. The furniture was more expensive than I thought, là nội thất thì đắt hơn tôi nghĩ, hoặc là traffic is heavy có nghĩa là giao thông thì đông đúc quá. Những từ này thì chia theo chủ ngữ số ít. Và đây, các em nhìn trên bảng này chính là cái bảng tóm tắt mà kiến thức chúng ta vừa học nãy giờ. Các em hãy cắt màn hình để mà học thuộc, chuẩn bị cho kỳ thi nha. Ok, tiếp theo là chia theo S1 và chia theo S2. Cảm ơn các em đã đồng hành với cô trong buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn một buổi học nữa tiếp tục chuyên đề này. Các em hãy tiếp tục theo dõi video sau nha. Bye bye.